Tôi không muốn tranh luận nữa. Tôi đề nghị tòa chấm dứt phần tranh luận ở đây để cho đỡ mất thời gian. Tại sao bị cáo không muốn tranh luận, từ bỏ quyền của mình? Tôi thấy thật là vô lý và bất công lắm. Ngoài xã hội, bao nhiêu người chơi bài, tại sao chúng tôi lại trở thành bị cáo nhỉ? Anh phải hết sức bình tĩnh. Đây là tòa án. Tòa án à? À? Tòa án thì sao? Tôi không có quyền được nói à? Bao nhiêu tội, các anh cứ đổ hết cho tôi đi. Còn cậu Huy, tôi ép cậu ấy chơi bài đấy. Tôi ép đấy, thì đã làm sao nào? Anh Lộc, anh đã thấy chưa? Anh thấy bộ mặt thật của em gái anh chưa? Nó chỉ lợi dụng anh thôi. Đến khi không được, nó quay lại trở mặt ngay. Không! Mày, tao nói đúng đấy. Em gái tao nói đúng đấy. Nuôi chúng mày là một lũ ăn hại. Công việc còn con như thế mà chúng mày không làm nổi. Ngay giờ phút này, chúng mày hãy tung hết quân ra, tìm bằng được thằng Cường, giết nó, giết cả con mẹ nó, giết cả lo nó cho tao. Đi, đi ngay, đi ngay, đi. Mày Long, anh bình tĩnh lại đi. Đừng vì một con đàn bà mà đẩy anh em tôi vào chỗ chết. Cái gì? Mày nói gì? À, mày dám nói với tao như thế à? Phá, phá,